Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Ai ơi, uống này mới chết nè. Ôi ơi ơi, không được giận nha. Cơ hội chơi giận, chơi giận nha. Không có giận, không có đụng chạm với bạn hết. Đúng rồi. Ở đây. Đúng rồi. Ở đây. Đúng rồi. Đó, đừng giận. Đó. Đúng rồi. Lên. Lên, lên. Vịnh ơi, đừng phá Vịnh. Lật. Rồi. Không được giận. Thưa quý vị thân mến, đây là trò chơi đầu tiên của 7 nụ cười sơn. Trò chơi này mang tính đồng đội, khéo léo, nhanh nhẹn và thông minh. Chúng ta sẽ có hai đội chơi, đội nào hoàn thành trong thời gian ngắn hơn, đội đó chiến thắng. Ở vị trí đầu tiên, chúng ta sẽ có 3 người. Mỗi người sẽ mang 3 cái ống hút bằng bờ môi trên để vào ly đó. Okay. Mỗi người 3 ống hút. Sau khi 3 người xong với 9 ống hút hợp lệ ở trong chiếc ly này thì có một người sẽ cõng một người, và người ở trên sẽ xếp chồng ly 5 tầng. Ở đây. Đúng rồi. Ở đây. Đúng rồi. Sau đó, người được cõng nhảy vội xuống qua bên đây, cõng một người. Cái người được cõng bây giờ phải cõng người đã chờ sẵn ở đây, và người ở trên phải ngồi trên cái lưng người kia, quăng cho nó dính vào cái xà ở trên. Và 5 lượt dính như vậy là hoàn thành trò chơi. Sao mà cõng rồi anh? Thì anh là cõng cái người ở đây. Đội nào chơi trước, quảnh tôi xì đi. Anh ra cái gì? Em ra cái búa. Anh ra cái gì? Cái búa, cái búa, cái búa, cái búa, cái búa. Cho em luôn á. Một, ba. Cái búa, cái búa, cái búa. Thắng không? Thắng không? Thắng sao được mà thắng, nhìn cái mặt kìa. Quầy hỏi ta giống như là mình hay dữ lắm vậy đó. Hay dữ lắm vậy đó. Bị anh Luật thao túng đẩy giá rồi. Anh ảnh làm cái bùa gì trên đầu em á, anh mới. Đây là cái búa, phải cái bùa. Anh làm búa. Cái búa, chứ không phải cái bùa. Mời vào vị trí. 1, 2, 3. Thời gian bắt đầu. Đi qua đó lấy ông hút. Ủa vậy hả? Phải lấy ông hút hả? Đi qua đó lấy ông hút. Không phải, không phải. Em nước chừng. Chưa? Chưa hả? Chưa hả? Thì đứng đó đi, đợi 3 lần ở bên này xong. Qua ba kia lần đi, hả? Qua kia đi. Lập em qua đây đi. Ừ, qua đây đi. Tào lao, tào lao. Đã nói là 3 người ở đó. Go, go. Đó, 3 người ở đó. Thấy chưa? Phải đủ 9 cái ông hút. Đủ 9 cái lần hả? Rồi, qua đây lại, lượm lại đi đâu. Con nhỏ bụng về ghê. Từ từ thôi. Đúng rồi. Rồi, thêm 3 cái nữa. Khoan, mới có 5, ngân thiếu cái. Ngân thiếu cái, lập bỏ. Ngân thiếu cái. Ngân nãy nó bị rớt cái rồi. Trời ơi. Rồi, lập, go. Báo không à. Thấy lập chạy còn nhẹ nhàng hơn Ngân nữa. Xong rồi lập cổng người kia. Lập nhìn nó thanh thoát quá ha. Ủa? Đây nè. Chị này. Thằng Giang. Thằng Giang. Chưa rớt rồi. Chưa rớt rồi. Lập ơi. Chị làm em rối. Vô, lên, lên. Rồi, xếp. Năm dưới. Chân năm. Trời ơi, chết đội tôi rồi. Anh gán nha, em nhẹ hiệu à, em có 53kg à. Bên kia làm gì vậy? Bên kia làm gì vậy? Ủa? Làm rối luôn. Làm tự ba làm rối mình á. Nó bị trên đó nha, nó bị trên. Từ từ. Lẹ đi, lẹ đi. Lẹ lên. Thôi. Lẹ lên. Thiếu con cái rồi, Lập ơi. Cố lên, cố lên. 5 cái đúng rồi. Ý ở dưới nó bị thiếu con cá kìa. Ủa sao mà chậm chạp vậy? Ừ, đổ. Đừng có thở, anh Vinh đừng có thở. Vinh bị thói bị đi đệm đó. Rồi. Yeah. Giám khảo, giám khảo, thấy có một chồng, có một cái hai ly. Trời ơi, khỏe quá. Khỏe quá. Khỏe quá.
chưa thành công ở đây, chưa thành công ở đây. Này hai ly, cái này hai ly. Ai ơi, báo nữa. Cái gì anh? Ê, 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 gì vậy? Sao, sao, sao? Ngửa trên được làm chưa? Ủa? Leo lên, leo lên. Hai ly. Rồi. Anh sẽ tới, sẽ tới xíu. Rút ra, rút ra thôi. Rút ra đổ sao? Đổ liền, đổ hết làm lại. Đổ liền, anh xuống bậy nữa. Em giữ hai cái ở trên thì em mới rút ra. Không có cửa đâu. Nè là lấy xuống hết, cho nhanh. Lấy xuống hết cho nhanh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thông minh, thông minh. Đúng rồi. Quá trời thông minh rồi. Chỉ có điều làm được thôi. Để vậy chứ vui. Mỏi quá. Trên chữ vậy. Mỏi quá. Đó, đó, đó. Đó, đó, đó. Đó, đó làm lại từ đầu đi anh ơi cho nó khỏe. Ai vậy? Là tôi đó. Anh ơi. Không có phụ giúp, khúc này là chơi ấy rồi. Thằng bé này nó tập gym thật là chắc ha. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi, trời ơi. Trớn đau, trớn đau, trớn đau, trớn đau. Trớn đau. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi, ôi. Quay, 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 quay mấy vòng. Không, quay ngược lại, quay ngược lại. Quay ngược lại mới được. Quay ngược lại. Phải. Quay ngược lại. Phải. Quay ngược lại. Quay ngược lại. Quay ngược lại. Ủa Ngân, em gieo tú cầu hả Ngân? Quay ngược lại nhẹ thôi, nhẹ thôi Ngân. Đúng rồi, rồi lên nhẹ thôi. Giữ, giữ cái dây cuối rồi. Tôi cộng dây cuối giờ. Ủa, em phải giữ cái dây lại. Giữ lại. Đó, đúng rồi. Rồi lấy cho em con gấu khác đi. Nãy giờ 10 phút rồi. Sao anh không cộng mà anh chưa cộng rồi. Anh đúng rồi, cộng phải chắc cái mấy con đó. Ba con rồi. 5 con, 5 con. Làm từng con rồi ba đóng nguyên một nùi thấy không? Đứng lui ra xíu Lộc. Không phải, không phải lui, lui đây nè. Rồi đúng rồi. À, mỏi tay quá. Chị cứ giữ á. Chị quay. Mới vậy thôi mà mỏi tay. Không sao, không sao, không sao, không sao. Cầm, cầm cái đuôi, cầm cái đuôi. Có lại một cái dây. Nó ngắn quá à. Ngắn đầu ngắn. Go. Ừ. Không, dây này, ngắn, dây này ngắn lắm không? Nhảy lên nè, 2, 3. Thôi quá. Cứu hộ cho em. Không sao, không sao. Dừng thời gian. Dừng thời gian. Như vậy là thời gian đã dừng lại. Chính xác là bao nhiêu chúng tôi sẽ công bố sau. Lộc phải làm càm lại. Không sao. Phân bỏ vết thương. Hên quá. Bài đoạn tiếp theo. 3, 2, 1, go. Cố lên chị, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Go, go, go. Thì sao thấy mình có kinh nghiệm hơn. Đúng rồi, sắp lại. Cho nó gọn, chị cho nó gọn. Làm gì cho nó gọn, đúng không? Đó, cho gọn rồi, thấy không? Để bày bươn bàn. Cái ca này nè, cái ơi. Này nè. Cú này mới chết nè. Ôi ơi ơi. Không được dình nha. Cơ hội. Chơi dình, chơi dình nha. Không được dình cái tay. Tự vậy sao tạm. Ngọc ơi. Thì đó, mới khó chứ. Đúng rồi, vậy mới khó. Không được dình. Không có dình, không có đụng chạm với bạn hết. Đúng rồi. Ở đây. Đúng rồi. Ở đây. Đúng rồi. Anh được dình. Đó. Lên, lên.
Vinh ơi, đừng phá Vinh. Anh Lân. Rồi. Không được Vinh. Em nói đâu? Anh mà Vinh là em tút liền ra. Anh không có Vinh. Anh Vinh một cái đi à. Anh không có Vinh. Anh không hề Vinh. Dạ dạ em ơi. Sao? Có chị để điểm chưa? Có chị để điểm chưa? Cầm cắm này đưa em nha. Trời ơi, bà cầm từng con thôi. Lên, mạnh lên. Không sao đâu. Trời, mạnh lên nữa lạ lắm. Mạnh lên nữa nó phải đi hai vòng. Rớt của em rồi. Mạnh lên nữa nó phải đi hai vòng. Mạnh lên chị. Từ từ thôi, trời chị còn nhiều thời gian mà đòi em lâu lắm. Lên hai vòng. Không phải nó vừa cái gì á. Qua bên này đi. Qua bên này đùa. Hai con không, hai con không. Hai con rồi. Một, hai, ba. Hai vòng. Dịnh. Được rồi, buông ra đi. Ê, nào, rớt đúng nào. Rồi. Ê, hay lắm con. Con này nó nguyên sinh. Rớt luôn rồi nha. Ê, hay lắm con. Con này nó nguyên sinh. Rớt luôn rồi nha. Không, có một con. Rớt rồi. Chị đánh mạnh lên cho nó hai vòng anh Luật. Anh Luật qua đúng bên rồi, này quay mạnh lên. Qua bên này nè. Bên nó dướng cái gì? Hai con rồi. Đúng rồi. Hai con à. Ủa sao vậy? Hai con. Nó rớt rồi chị. Đúng không? Ủa chị nó rớt. Ba con. Có ba tổ chức xác nhận. Mới một vòng mà. Bốn rồi. Biết sao nó dính nó chảnh thôi chứ. Bốn còn. Sao mà đưa con gì bờ. Bốn vậy. Rồi nó không rớt đâu. Đúng rồi, hay đó. Đúng rồi. Thôi đó bạn của tôi nha. Tôi qua đây tôi để riêng qua đây rồi. Ê, chớ còn con nữa. Bị rớt còn mà. Con nữa, bị rớt con rồi. Bị rớt con này nè. Rớt luôn rồi. Đổ mài, rớt luôn. Rớt luôn rồi. Đổ mài, rớt luôn. Rớt rớt nữa kìa. Còn hai con lận. Nó phải quấn ba vòng mới được. Bị rớt hết à. Rớt. Nó bị rớt á. Rớt là rớt con của bao nhiêu. Giật lên. Đúng rồi, rồi. Con nữa là được rồi. Nhưng mà không được á. Trời. Rớt hết rồi kìa. Cái gì mà vậy? Rồi, buông coi cái rớt không nè. Buông ra. Rớt, nó nặng. Trời ơi. Bỏ đi. Đó, tội về ba. Rớt. Tội về ba. Rớt. Còn con nữa là đủ. Còn con nữa. Coi chừng rớt con kia nha, coi chừng rớt con kia. Con đó có nguy cơ rớt đó. Buông ra đi. Yeah. À. Khoan đem kiểm tra thử coi sao nè. Ủa? Đúng rồi. Rớt. Rớt. Đúng chứ, cái là rớt rồi. Nhưng mà quay lại coi của mình rồi. Kìa. Ba giám khảo tính rồi. Tính hả? Bây giờ chúng ta sẽ thêm thời gian đội nào ngắn hơn chiến thắng. Đội các bạn mang về trong khoảng thời gian là 5 phút 43 giây. 5 phút 43. Nhiều quá ha. Hay 5 phút dài. Thua rồi. Đội của mình là 4 phút 40 giây. Wow. Là bị cái ly rồi. Mình bị pha cái ly đó. Để số hiện tại là mình đang dẫn trước 1-0. Có ý kiến gì không? Dạ không, em thấy xứng đáng. Tại sao xứng đáng? Thì đợi em chơi hơi lụp chụp quá. Tại mình chơi đầu á. Chứ chơi thứ hai là rút kinh nghiệm. Nhưng mà mới vòng đầu chưa nói lên được chuyện gì đâu. Như vậy là vòng đầu tiên cũng chưa nói lên được điều gì. Chúng ta chờ đợi vòng thứ hai của 7 nụ cười show. Thưa quý vị, đây là trò chơi thuộc về đội Trương Thế Vinh, Vinh Râu và Lâm Vy Dạ. Trò chơi có tên gọi Gánh Nặng Đồng Đội. Một người lấy hai cái đầu gối ra, cho người kia làm điểm tựa, bước lên, giữ tay. Sau đó nhìn vào đây, trả lời vài câu hỏi. Sau đó luân phiên thay đổi vị trí với nhau. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiều câu hỏi thì thắng đội bên kia nếu họ ít câu hỏi hơn. 2 phút dành cho mỗi đội. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Dạ. Liệt kê 5 diễn viên nam từng đóng cặp với Lan Ngọc và tác phẩm Trấn Thành. Tác phẩm nữa
Trứng thịt là cái bú gì? Lại do bầu. Một. Khó quá quá. Công viên Lê Văn Tám, công viên Lê Chị Riêng, công viên Thỏ Trắng, công viên Tao Đàn, công viên 23 tháng 9, công viên 30 tháng 4. Rồi xuống đi, xuống, xuống, xuống. Lên lẹ lên, trong hết lên, giờ. Lên, lên trước mà hỏi sao, nhanh lên hết giờ. Ủa cũng vậy à? Ra ngoài vậy hết giờ. Chết tôi. Lên. Đó. Đứng kia lên tôi công viên. Hai người, hai người, hai người. Một thành ba lên. Lực thiên âm hỏi nón sử dụng. Nón lá, nón tay đều, nón lưỡi trai, nón bê rê, nón kết, nón kết. Dạ vô một cút luôn á. Cái phiên bài này vậy. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, không hết giờ. Quá. Vô. Dạ. Đỡ. Liệt kê năm loại quả có vị chua, chanh, cam, tắc, quýt. Ôi em. Dạ. Dạ. Mà già thì mới sướng đó là gì á. Liệt kê năm con đường các bạn. Con đường đường Lê Văn Sĩ, đường Nơi Trăng Long, đường Phan Đăng Lưu, đường Lý Thường Kiệt, đường Thích Quảng Đức, đường Ngô Đức Kế. Rồi nhiều rồi nhiều. Hay vậy. Tiếp tiếp. Rồi, liệt kê năm món ăn như vậy sợi. Mì, hủ tiếu, bún, phở. Lại lên, lại lên, lại lên, hết giờ. Lên. 2, 3. Liệt kê năm nhân vật nữ của thức Việt Nam. Tấm nè, cám nè, dì ghẻ nè. Qua. Năm nhân vật Việt Nam cũng tính tắm nè. Chú cụi. Chú cụi. Thánh giống. Chú cụi nè. Thánh giống nè. Anh lên à. Nam dịch trùng trang điểm. Thôi được. Thôi rồi. Sang dễ chân mày. Hợp phấn mắt ca ra. Kia bấm lưng mì. Bấm mì. Rồi. Sạc đủ. Không. Chết rồi. Lên rồi. Lên. Singapore. Liệt kê năm thứ đôi các nước châu Âu. Singapore. Quán luôn rồi. Như vậy là các bạn chỉ hoàn thành được 6 câu hỏi mà thôi, xin chúc mừng. Trời ơi quá hay rồi mày cơ. Bây giờ là đau đớn đến với Lan Ngọc. Bị Lan Ngọc là nhỏ con nhất trong nhóm, phải chịu đựng hai người mập nhất trong nhóm. Xin mời Lan Ngọc. Nè Ngọc, nè. Em đứng, em đứng. Cửa, cửa. Chua mà. Trời ơi, bà muốn leo qua đầu tôi luôn á trời. Ba hai còn ở đâu? Đèn kê năm vật dụng có thể phát sáng. Đèn, đèn cây. Và cái đèn gì đó? Đèn dầu. Đèn pha. Đèn kê năm tính từ nói là gì đi Lâm Mỹ Dạ? Nói nhiều. Mập. Thích anh Đức. Yêu gia đình. Thương con. Đủ rồi.
một đứa anh leo lên là lộn. Không không, chân bên này rồi. Sát dài vô, sát dài vô, sát dài vô. Liệt kê năm món ăn thích hợp trong giai đoạn ăn kiêng: sô cô la, bưởi, khoai lang, bánh xèo, rau xào, cái miếng thịt có không chết. Trời ơi, xùi rồi đó bạn ơi. Này bạn, liệt kê năm bộ phim cho cái dịch đại đóng. Em chưa coi phim nào hết. Em chưa coi phim nào hết. Thôi bị nhiều quá. Liệt kê năm từ lấy bắt đầu bằng chữ L. Lung linh lấp lánh lu lươn. Lu lươn. Lập lè. Lu lươn là gì? Lu lươn là gì? Là lung linh. Lên lung. Hả lắng. Lốc lánh. Lo lắng rồi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Liệt kê năm mươi thích tốt bên Trường Giang. Hai chị già đàn em đức tin đúng rồi. Dễ thương, nói nghèo, yêu gia đình. Nói gì mà xấu vậy? Nói gì mà xấu vậy? Kiệm lại. Kiệm lại. Xuống lại là được rồi. Đó, đủ rồi, xuống đi. Em lên lượt đi. Lên, lên, lên nè. Đừng nhúc, đừng nhúc. Không phải, vấn đề ở đây là bên này, em bước bên này đây, em bước bên này. Đó. Liệt kê năm bộ phim Nụ Lan. Nụ Lan gì vậy? Lan Ngọc đã đóng. Ừ. Cánh Đồng Bất Tận, Gia Đình Phép Thuật, Cô Lai Vợ Bầu. À, quên rồi. Mối tình đầu của tôi. Mối tình đầu của tôi, Gái Già Lâm Chiêu. Mối tình đầu của tôi, Gái Già Lâm Chiêu. Gái Già Lâm Chiêu. Năm loại trái cây khi ăn phải bỏ vỏ: quýt, bưởi, cam, dưa hấu. Ôi cam quýt đồ kia là ăn được hết. Xong đi, xong đi, đi. Rồi, rồi. Đây, đừng bước lên nữa. Nhảy lên, nhảy lên. Đi chơi năm màu hồng cấp 2, cấp 3. Khoa học, lịch sử, anh văn, đạo đức, sinh, sinh, sinh lý, sinh. Trời, chơi cái game gì đau đớn quá à. Mệt thiệt chứ chẳng đùa. Như vậy, thưa quý vị, thật bất ngờ thưa quý vị, đáp án cùng nhau. Mình đều với bên kia, bây giờ chúng ta chơi lại một lượt nữa. Còn thở không? Phải, đau lưng quá bạn ơi. À, rồi, 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 gãy luôn rồi bạn ơi. Rồi, như vậy là các bạn đã vượt qua trò chơi này. Hai đội hòa điểm nhau, rất là hay. Ngang tài, ngang sức. Chúng ta chờ phần tiếp theo trong chương trình Bảy Nụ Cười Show.